Video hôm nay hai anh em mình sẽ mời các bạn cùng đi thăm bãi gắn với mình. Sau 3 ngày anh em mình quay lại thăm bãi gắn nha. Và video hôm nay anh em mình bắt được đại ca có các loại gắn nha. Mời các bạn cùng xem video. Ăn mất tiêu chuột luôn ha. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì hai anh em mình sẽ dẫn các bạn đi thăm bãi nữa. Tiếp tục thăm bãi gắn. Thì chi tiết của gia dính gắn là hổ heo, gắn hổ hành và mấy con gắn nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ mình sẽ gửi xe đó và mình xuống giỏ để đi cùng với Mây. Giờ Mây nó chạy ra tới kìa. Đó. Nó chạy ra tới rước mình đi nha các bạn. Rồi, tới chỗ rồi, hai anh em mình đi thăm nha các bạn. Thăm cái luồng bảy với cái này trước. Lội ra cái đường này lội cũng mệt xỉu chứ mà giỡn rồi. Mệt đuối rồi. Và khi nào mà mình là dính mình sẽ đi cái này nghe nó khù khù không mày? Nhầm coi khù đây, giỡn cục cũng không? Quá gió không biết nghe nó rõ. Rồi. Để che bớt. Có hàng à bà ơi? Có không? Có hàng, có hàng. Cái đợt này đặt mấy ngày hả? Phía trước mấy anh em đi 3-4 ngày hả? Đúng rồi. Đúng rồi, thầm rồi. Đúng rồi, đang xây luôn các bạn ơi. Một cục trống luôn kìa. Các bạn nhìn được không? Ủa, gì? Quay quay cái đầu coi. Con sáp. Con sáp. Wow. Có nào nó khù ra không? Không, sao bảy em bị khù ta? Nha. Nha bạn ơi. Sắp chày, mẫu sắp chày. Ký trở lên ha. Bây giờ mình mở cái bao ra cho, quay cho mà mọi người xem ấy. Sao cái lưng thấy nó mộc giống hổ hành quá à. Nó dạng con gắn này gắn sắp chày. Con sáp. Gắn này vô cũng mấy đêm rồi nha. Mấy đêm nha các bạn ơi. Đầu nó chày cũng dữ rồi. Quay đầu lặng luôn. Cái luồng bảy này hôm anh em mình thăm mà chưa dính nè. Bữa nay bỏ em nói đầu tiên nha. Bữa nay một ngày ngon lành ha. Này nắng tốt quá mà. Nắng nó mới ra hả? Nó cũng dính thôi. Con này tầm 8,5 kg. Ăn mất tiêu chuột luôn ha. Mất chuột cũng dễ gì còn với nó. Tầm 8,5 kg á. Này các bạn để mình quay cận camera cho các bạn coi. Tụt chí khù đó. Nó đào hết hồn mày. Cái đầu chạy chưa rồi. Đầu chạy cho mọi người. Phùng mang kìa. Phùng mang rồi. Phùng mang rồi. Rồi sao bắt ra đây. Đổ vô lọp hả? Có bắt chứ. Tâm trước mà. Dưới phải gù. Cái này về mình bán lẻ hay sao ta? Bán cá dẫn hả? Bán ký 500 ngàn. Anh em nào ăn ăn. Anh em nào mà có nhu cầu quất cán hổ liên hệ với Mây luôn nha. Xíu nữa mình để số điện thoại lại cho các bạn có thể tiện mà liên hệ. Mày ăn liên hệ số điện thoại luôn. Các dòng gắn ở đây thì anh em mình có cái hổ hành, hổ ngựa, hổ heo, hổ heo. Đại ca này cũng chơi luôn nữa, cũng có luôn nữa. Đại ca thường thường là một tuần mình dính cũng một lần ha. Quả mình thấy cứ dính cũng liền liền không mày? Dính liền liền luôn á. Tới đặt nó đi rồi là dính liền liền luôn á. Tại dùng này dùng đất cũng hơi cao các bạn ơi, mà gắn này cũng hơi nhiều. Trong khi bà con mình đặt lú ở dùng này vẫn có bình thường. Đúng rồi.
Đặt lú tôm, lú cua gì nó cũng vô nữa. Cái này là có độc nha các bạn, không có khuyến khích cho trẻ em nha. Trẻ em làm theo cái này nha. Rồi, ok. Cho nó qua nha. Rồi, vậy là chọc cho nó qua luôn ha. Đu, mà vậy là nó trụ lên đó ha. À, theo đánh giá là khoảng 1,5 kg nha các bạn. 1,5 kg 500k. 500k thì được 750 ha. Có tiền mua chuột đặt tiếp rồi các bạn ơi. Nằm mất tiêu chuột luôn. 7 này mà không tắt các bạn ơi. Mình biết phải có hàng chứ sao mà có hàng trong này. Sao cũng dính nẻm. Bữa nay là mình còn cái hy vọng chỗ nào có nữa không? Cái đường luồng này luôn. Luồng này luôn ha. 6 cái luồng này luôn đấy. À, anh trước có cái luồng nó hơi đặc cả. Yeah. Đây, thành quả này các bạn ơi. Đi mày. 1,5 kg. Dùng bình thường như da nha. Rồi, bỏ vô cặp ra anh em mình đi săn tiếp nữa các bạn ạ. Đợi nữa hả? Còn nữa không? Mọi người chụp cú luôn ha. Có hai em. Ở đây nó cũng vậy, xíu cho bạn coi nè. Bây giờ mình sẽ đặt lại nha các bạn. Hy vọng là có con ở đây nữa. Rồi sau đó hai anh em mình sẽ đi thăm tiếp. Vô nằm đủ hôm bận bánh trời ha. Quét hôm trời. Anh em mình tiếp tục lên đường nha các bạn ơi. Hy vọng là sẽ có kết quả nữa. Đây, mấy cái đầu thấy cả quang nè. Chuyến này nó ơn tìm chứ nhiều nhiều. Ra các bạn ơi, cái này là nó bị nó ủi ra nè. Nè, cong móc lên luôn nè. Con rắn này tệ cũng 2 kg. Tôi biết rắn nhiều quá trời luôn rồi, nhưng mà nó phá lồng quá. Tình hình anh em mình sẽ thiếu chuột. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vậy là mấy cái này còn hàng khủng nhiều lắm. Trước sau này cũng bắt hết à. Rồi bỏ chuột vô. Nhắn này bự. Tiếp tục chiến tiếp. Dưới trời nắng này nắng quá bự. Anh mày anh còn tức à? Vô nó cũng hôm phì vô cái này nè trời. Nó ủi cái đầu vô ha. Nhủi cái đầu nó kiếm người ra. Nó cái mình á như cái bà lồng nãy vậy đó. Dây yếu là làm cái hòm yếu quá.
mốt ta làm cái hôm này làm cho chị nó bự một chút. Đúng rồi, kỹ rồi con này. Đi cũng chơi chờ mà xảy. Trời ơi. Mẹ con ổng dính theo cha. Đúng rồi, con xảy con ổng chứ con nào dính sao. Bạn ơi, anh này anh tức quá vậy tức rồi. Bị sảy gắn này chắc cũng bự rồi nha. Nó không có lọc banh chành nữa nha. Lọc này nhỏ quá mà nó không banh chành. Cái clip trước đó, thì chỗ này cũng dính con của heo. Clip này thì nó nằm mất tiêu rồi. Thì đó cũng xin thông báo là một tuần thôi sau đi may một chuyến để quay cho các bạn coi về săn bắt ở vùng quê của mình nha. Còn mấy clip khác thì tối sẽ quay về ẩm thực hay là về trồng lúa cho các bạn coi. Nếu bạn nào thích mà mấy cái clip mà đi săn bắt của mình với Mây á thì đăng ký để xem, đăng ký kênh ủng hộ Toán và cũng theo dõi nhiều cái clip mới của mình luôn. Giờ hai anh em đi thăm tiếp nha. Hy vọng cái chú nó gắt nhiều quá rồi, tại vì cái chú nó gắt mình. Đây cái đó là clip luôn nha. Bây giờ mình sẽ tiến tiếp nha. Là đi 12 chưa là mà nắng ghê lắm, nắng cực khổ luôn. Tại vì mình có một chuyến mình đi sáng chứ không có mưa. Còn nó cao, nó cao liên tục. Mình cũng không khuyến khích các bạn đặt con giống gì nha, tại vì cũng khá là nhiều loài rắn nguy hiểm. Phải kỹ mới được, phải biết bắt mới được. Đấy, tới cái chỗ này là chỗ ác chiến này. Chỗ này anh em mình cũng kỳ vọng rất là cao. Có không? Không có. Ba. Hả? Có á đủ chúng nữa. Nè, kết quả các bạn ơi, giờ đem về nhà đem ra cho mà chú ông coi. Trộn phái chơi. Đó. Cầm 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 quay lên mà chú, cầm dơ lên chú ơi. Xì à, xì cứ cả đầu cỡ đó, cái đầu hồi nãy có bỏ được căn rồi đó hả? Chưa, mới thăm về đây mà ký mấy xì quá vậy, ký mấy vậy nhỏ con nhỏ hơn này ký ba mẹ bỏ ăn cuộc cái thằng kia thua thằng kia đó, nói thằng ký đụng mới. Rồi các bạn ơi, bây giờ hai anh em mình thăm được bữa nay có hai con, một con hổ đất, một con hổ hèo. Thì mình xin cũng xin cảm ơn các bạn đã coi đến phút bây giờ nha. Và bây giờ mình nói lời chào tạm biệt. Các bạn nào yêu thích thì hãy bấm đăng ký kênh để xem nhiều clip mới của Toán và Mây nữa nha. Hẹn năm bữa sau gặp lại các bạn ơi. Hẹn năm ngày sau gặp lại.